thể nói 10 năm trở lại đây, công tác khuyến học khuyến tài tại Lâm Đồng đã phát huy nội lực, nhiều gương học sinh hiếu học, gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học tiêu biểu được nhân rộng. Nhưng để các hoạt động khuyến học khuyến tài tiếp tục đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả, thì việc chung tay của các cấp, các ngành và nhân dân để có những cách làm hay, mô hình điểm là hết sức cần thiết. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là một buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các thành viên trong Ban khuyến học giáo xứ Thánh Mẫu thuộc phường 7 thành phố Đà Lạt. Không cầu kỳ và không mất thời gian, chủ yếu các thành viên đề ra những công việc trọng tâm, thực hiện theo chủ điểm từng tháng, sau đó triển khai đến các hội viên. Cứ thế suốt 15 năm qua, giáo xứ Thánh Mẫu được đánh giá là mô hình giáo xứ khuyến học tiêu biểu của thành phố Đà Lạt. Hiện tại giáo xứ Thánh Mẫu có 280 hội dân thì có đến 1.000 hội viên khuyến học, 100% gia đình là giáo dân đều tham gia công tác khuyến học, khuyến tài. Không chỉ gói gọn trong cộng đoàn giáo xứ mà công tác khuyến học khuyến tài còn lan tỏa đến những hộ gia đình ngoài đạo với những mô hình hay, cách làm mới. Do đó hàng năm, nhiều gia đình khuyến học tiêu biểu và những gương học sinh hiếu học xuất sắc được vinh danh. Suốt 15 năm qua, Ban khuyến học giáo xứ Thánh Mẫu đã vận động được trên 235 triệu đồng để trao hơn 2.200 suất học bổng. Để giúp cho công tác khuyến học nó phát triển tốt ở thành phố, ở tỉnh hay là của địa phương, cái thứ nhất là họ phải ý thức. Tức là cái công tác khuyến học phải được phổ biến một cách rộng rãi để cho người dân ý thức. Cái thứ hai nữa là mỗi địa phương phải quan tâm thật sâu sắc về công tác khuyến học. Thì như ở phường thì ban khuyến học của phường cũng như là hệ thống chính trị của phường, đảng ủy cho tới ủy ban cho tới mặt trận cũng như đoàn thể phải quan tâm sâu sát, nhất là các tổ dân phố quan tâm tới công tác khuyến học, thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo thêm cái động cơ học về hoạt động cho công tác khuyến học. Và cái thứ ba, mỗi nơi như vậy thì con em đi học đều có phụ huynh. Nếu mà phụ huynh quan tâm tới công tác giáo dục nói chung và công tác khuyến học thì chắc chắn cái phong trào khuyến học ở đó sẽ mạnh. Em cũng muốn góp phần xây dựng công tác khuyến học của giáo xứ ngày một tốt hơn. Một phần phụ huynh thì theo em thì cái sự tự học của con là rất là cần thiết. Ngoài cái việc tự học của con ra thì là một người mẹ thì em luôn đốc thúc con trong cái công việc mà làm bài, học bài hàng ngày. Em cũng muốn là nó tự nó phát triển thôi, chứ cha mẹ thì không có ép con học theo cái hướng này hoặc là hướng khác. Còn đối với thế hệ trẻ mà nòng cốt là tỉnh đoàn Lâm Đồng, nơi tập hợp và là cầu nối với các đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân để tham gia nhiều chương trình khuyến học khuyến tài thiết thực, chắp cánh cho nhiều ước mơ học trò không bỏ học giữa chừng vì điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chăm lo cho các em trong cái việc khuyến học khuyến tài và kêu gọi các mạnh thường quân, các đơn vị, công ty, doanh nghiệp và đặt các tổ chức khác về trao học bổng cho các em. Thì cái này chúng tôi làm hàng tháng và trong chương trình tình nguyện như vào dịp Tết, vào dịp hè, vào tháng thanh niên, vào dịp đầu năm học mới, chúng tôi làm rất đều đây và rộng khắp ở trên tất các địa bàn toàn tỉnh. Thì chúng tôi gắn kết với các doanh nghiệp, đặt vấn đề mỗi đơn vị gắn với một em cụ thể để giúp cho các em, và mỗi đơn vị chi đoàn gắn với địa chỉ giúp đỡ cho các em khó khăn vươn lên cho học tập. Và trong các đợt công tác xã hội của các đơn vị người ta đặt vấn đề với tỉnh đoàn thì chúng tôi có nghiên cứu, tìm hiểu, rà soát các danh sách khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh và chúng tôi phân bổ làm sao cho trẻ em, thiếu nhi, học sinh và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh đều được tiếp cận các cái nguồn hỗ trợ tài trợ và từ đó động viên các em vươn lên cho học tập. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có trên 152.000 hội viên khuyến học, tăng 2% so với năm 2012, trên 2.700 chi hội, ban khuyến học. Đối với công tác khuyến học trong nhà trường, hội khuyến học các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân đã trao trên 72.600 suất học bổng với tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng. Khen thưởng kịp thời cho học sinh giỏi các cấp và nhiều cán bộ quản lý tiêu biểu, giáo viên dạy giỏi các cấp với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Đối với công tác khuyến học ngoài nhà trường, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 147.000 gia đình học tập, 267 dòng họ học tập, trên 1.000 cộng đồng học tập, 675 đơn vị học tập. Hội khuyến học cấp cố gắng tích cực tham mưu tổ chức nữa cho cấp ủy chính quyền của địa phương. Cái thứ hai nữa là cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm
quan tâm để chỉ đạo sâu hơn nữa để mà khắc phục, đặc biệt là sự vào cuộc của các sở ban ngành của các địa phương mình, làm sao là mỗi cán bộ đảng viên là một cán bộ khuyến học, và mỗi cán bộ đảng viên là một chiến sĩ đi đầu trong cái vấn đề là xây dựng cái xã học tập của mình. Năm 2016, Ủy ban tỉnh cho phép là cái xây dựng cái quỹ khuyến học Lâm Đồng. Đến là định thì cũng là 2017 này thì hội sẽ là tham mưu Ủy ban tỉnh để sơ kết là trong 2 năm thực hiện xây dựng quỹ khuyến học Tâm Đồng và khuyến học Lâm Đồng, để có chung cũng là mình cũng vinh danh những tập thể cá nhân người ta có đóng góp cho cái quỹ khuyến học. Có thể nói công tác khuyến học khuyến tài của tỉnh Lâm Đồng trong 10 năm qua đã gắn với việc thực hiện chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh chỉ đạo công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập một cách sâu sát. Hội khuyến học các cấp đã tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, nhất là ngành giáo dục đào tạo, trong việc phát triển và đẩy mạnh các hoạt động của hội để khuyến học khuyến tài thực sự trở thành một việc làm thường xuyên và tích cực. Thưa quý vị và các bạn, để phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt được kết quả và đi vào chiều sâu, thì việc đòi hỏi sự chung tay góp sức từ cấp chính quyền địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân cùng hỗ trợ và làm như thế nào đó để đưa ra những cách làm hay, những mô hình hiệu quả. Chính vì vậy thì phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn mới đạt được kết quả tốt.